진짜오. 앙대용 시청자 여러분 안녕하세요. 저는 신드롬을 운영하고 있는 강민구라고 합니다. 신드롬이라는 이름은 좀 빠르게 퍼져나간다는 의미가 있는데요. 저희가 베트남에다가 매장을 만들고 나서 저희의 신드롬이 좀 빠른 속도로 베트남 전역에 퍼져나가길 바라는 마음에서 이름을 지었습니다. 저희는 6월에 소프트 오프닝을 했고 7월 달에 그랜드 오픈을 해서 현재 영업 중에 있는데, 저희가 신드롬을 만들게 된 거는 한국에 있는 술집 컨셉 중에 감성 포차라는 컨셉이 있는데, 조명에 조금 많은 신경을 써서 좀 손님들이 왔을 때 사진을 좀 예쁘게 찍을 수 있게끔 만들기 위해서 이런 컨셉을 만들게 되었습니다. 저희는 컨셉이 한국식 퓨전 술집이다 보니까 모든 메뉴가 다 한식으로 구성되어 있진 않고 양식, 중식 이렇게 좀 섞어서 메뉴 구성을 했는데, 일단 보통 한국에서는 술자리를 한 자리에서만 하고 마무리하지 않고 자리를 좀 옮기면서 술을 마시는 그런 문화가 있습니다. 그래서 저희도 손님들이 오셔서 1차로 식사와 함께 하실 수 있게끔도 준비를 했고, 2차로 오셔서 간단한 안주랑 같이 술을 드실 수 있게끔 그렇게도 준비를 했습니다. 클럽 같은 분위기는 아니지만 그래도 오셔서 한국 음식을 즐기시고 즐거운 대화를 나누시기에 너무나 매력적인 공간이라고 생각합니다. 그러니 언제든지 시간이 되시면 저희 매장에 들려주세요. Xin chào mọi người đã trở lại với Ăn Để Uống. Mình là Dustin và đây là Jun Phạm. Hôm nay Dustin và Jun Phạm sẽ khám phá nhà hàng Syndrome Soju and Beer ở 63 Hồ Tùng Mậu để làm gì? Chỉ để ăn và uống chứ còn gì nữa. Đi rồi, let's go. Wow, quán này là Tin chọn á hả? Đây là quán mà Tin chọn cho Jun. Chưa bao giờ đến đây đúng không? Chưa. Rồi, ở đây là lầu 3 của 63 Hồ Tùng Mậu đó. Là Syndrome Soju and Beer. Lâu rồi mình mới gặp nhau. Lần cuối cùng mình gặp nhau trong talk show nào? Talk show của Jun. Không trà thì bánh. À, không có bia được kìa. Cảm ơn Mr. Kang. Đây là Sanita. Anh chủ của chúng ta thì rất mặt là biết người hàng rồi hả? Dễ thương không? Dễ thương. Đẹp trai không? Chẳng lẽ giờ ở trên sóng được chơi ông xấu? Nope. Ừ, đẹp trai đi. Dễ thương. Hôm nay mình có Sapporo Premium Beer. Đầu tiên là mình dùng beer draft được rót ra với cái chuẩn 3C của Sapporo. Đó là cold, clear and creamy. Cold là mát lạnh, clear là sạch trong, creamy là sánh mịn. Và nhiệt độ thì luôn luôn giữ 2-6 độ C để cho cái bia mình thưởng thức nó ngon nhất. Ok, mời Jun. Đã không? Đã đó, sánh mịn đó. Khi mình uống vào mình sẽ cảm nhận là nó êm đầm, đậm vị và có rõ hương hoa bia. Và đặc biệt bia tươi Sapporo Premium Beer nó sẽ được rót theo đúng chuẩn 3 bước của Sapporo. Trước mặt chúng ta là mũ bảo hiểm hay gì đây? Là hai cái máy phát hiện nói dối. Lần lượt hỏi nhau một câu. À rồi. Và người kia phải trả lời thật lòng. Bây giờ mình sẽ tù xì. Ai thắng thì sẽ được đặt câu hỏi trước. Mình okay. Có 5 lượt. 2, 3 Ok. Nguyễn thì bé Jun ơi, Dustin muốn hỏi và muốn bé Jun khai báo thành thật. Giữa Duy Khánh và Dustin, nếu được chọn, Jun sẽ chọn yêu người nào? Không có đứa nào là gu hết trơn á. Ok Dustin, thì show của Dustin. Chứ có nghĩa là mình là người thành thật. Tôi là người thành thật. Vậy hả? Chứ có rung không? Có. Vậy là chưa đã trả lời thành thật. Wow. Trời. Đấy. Uống. Uống. Rồi bây giờ Chun có thể chọn một câu hỏi tiếp theo là được Chun hỏi á. Chun rất là hấp dẫn trong mắt Dustin đúng không? What? Chút à, ok. Hấp dẫn nhất chỗ nào? Chưa bóc. Mình trả lời thật mà. Đúng rồi. Tim cũng có một chút gì đó rất là mến mộ Chun. Bởi vì Jun hay chụp hình khoe body lắm mọi người. À là chỉ thích bề ngoài thôi đúng không? Chứ mình đâu có đi được đường vô bên trong. Nope. Tức là bên trong tâm hồn mình cảm nhận. Mình có được dịp nào đi vô trong tâm hồn của nhau đó kia. Chứ mình có tâm sự bên sâu lắm. Jun Phạm nữa. Bạn có nghĩ là mình đẹp trai nhất nhóm 365? Có, tôi nghĩ tôi là người đẹp trai nhất nhóm 365. Vậy hả? Đẹp mà. Đẹp mà đúng không? Đẹp nhất trong ra ngoài luôn. Đẹp trong ra ngoài luôn. Cái điều đẹp nhất là gì? Cái điều đẹp nhất là đôi mắt của Jun nè.
chúc mừng bạn thành thật. Ủa cái này chán quá luôn á. Vậy là câu hỏi chưa đúng. Tôi nói dối. Nope. Tôi nghĩ là Isaac đẹp trai hơn. Vậy Jun với Isaac ai đẹp trai hơn? Jun đẹp hơn chỗ nào? Nụ cười. Trời ơi, đang cười, nụ cười. Nụ cười. Nó còn biết cái máy nó tù lầy, tù lầy. Ủa, cái máy này kỳ quá, nó phản chủ rồi đó. Chủ là ông Cang chứ không phải là Tin. Chưa đã từng nhắn tin thả thính với người khác chỉ để tốt cho công việc chứ không phải vì có tình cảm với người đó hay chưa? Có. Mày đã làm. Tin, một câu hỏi thôi. Chỉ một câu hỏi thôi Tin. Ý câu này là ý là Chun giả tạo thôi á, đúng không? Chun có nghĩa là người giả tạo hả? Chun là người giả tạo. What? Chun là người sống rất hai mặt. Chun là người giả tạo. Ủa vậy hả? Ừ. Bất ngờ chưa? Ủa? Hả? Ok, sau trò chơi này thì mình thấy là mình không bằng bình tĩnh bằng Chun rồi. Đúng. Thật sự. Ok. Ăn để uống là một cái vlog về ẩm thực Tin và những người trẻ tạo ra để mong muốn giới thiệu 7749 những quán ăn mới. Chun là người bạn của Dustin mời đến đây. Chun sẽ được thưởng thức 3 món ăn với một cùng một cái nguyên liệu chủ đề. Và nguyên liệu chủ đề của tập này là thịt heo. Và mình sẽ thử từng món ăn, cảm nhận nó ngon như thế nào khi mà kết hợp với lại bia Sapporo Premium 100. Wow, cảm ơn em. Và đây là bia Sapporo Premium 100, là một cái sản phẩm mới của bia Sapporo. Khác cái ly nãy. Khác hồi nãy, bởi vì nó là lon và 100% từ Đại Mạch. Khi mà mình uống á, thì mình sẽ thấy nó êm đầm lân lân, nhẹ nhàng. Bởi vì nồng độ cồn của nó 3.5% thôi. Khi mà mình uống bia Sapporo Premium 100 thì nó cũng theo cái chuẩn 3C, cold, clear and creamy. Nói chung là giống cái kia nhưng mà nó giảm cái độ cồn lại. Đúng rồi, okay. Dành cho những bạn trẻ như tụi mình. Nhiệt độ thì luôn luôn giữ 2-6 độ C để cho cái bia mình thưởng thức nó ngon nhất. Cái này để kết hợp với đồ ăn. À là nó vừa phải. Bây giờ mình uống thử đi. Vô! 2-3. Khi mà mình uống là mình sẽ cảm nhận được cái vị nó êm đầm, lưng lưng. Đại khoái tận và uống thông minh. Uống nữa. Uống thông minh nha. Thế thì sau khi ngon, nhẹ nhàng. Uống thì Chun thấy như thế nào? Thấy rất nhẹ nhàng. Đúng là nó phù hợp cho những bạn nào mà thích nhẹ nhàng. Đúng. Mình là cái gu mặt chiêu thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải nhậu là phải xịn. Đúng. Xin chào. Wow, hợp lý. Chúng ta đến với đồ ăn. Món đầu tiên, ba rọi chiên xù. Wow. 한국의 가장 대표적인 BBQ 메뉴인 삼겹살을 활용해서 만든 메뉴입니다. 저희는 삼겹살을 에이징 과정을 거치고 안쪽부터 천천히 익히는 기법인 리버스 시어링 기법을 활용해서 고기를 조리하고 있습니다. 이렇게 조리한 고기는 한결 부드러워진 상태가 되고요. 저희는 이렇게 맛있는 고기를 또 튀김에 튀겨서 맥주랑 더 한층 더 잘 어울리는 메뉴를 만들어봤습니다. 그리고 함께 제공하는 부추 무침이나 와사비, 쌈장 같은 것들은 삼겹살과 굉장히 잘 어울리는 사이드라서 같이 버무려 먹으면 더 좋을 것 같습니다. 네, món thứ hai. Viên thịt chiên nhân phô mai. 이거는 돼지고기랑 여러 가지 채소를 같이 다져서 가운데다가 모짜렐라 치즈를 넣어서 뭉친 다음에 튀기는 메뉴입니다. 한국에서는 튀김은 신발을 튀겨도 맛있다는 얘기가 있는데요. 그만큼 뭐든지 튀기면 맛있다는 얘기거든요. 치즈 대파볼은 삿포로 같은 맥주랑 같이 먹었을 때 느끼함을 잡아주면서 먹을 수 있는 그런 메뉴입니다. 자, 나 먹습니다. đúng nghĩa là dân nhậu. đúng rồi đó. 야 heo xào cay. 이 메뉴는 돼지 껍데기를 활용해서 만드는 메뉴입니다. 돼지의 잡내를 없애고 더 부드럽게 만들기 위해서 여러 가지 재료를 넣고 저희는 삶고 있고요. 이 삶아진 돼지 껍데기에 저희만의 특제 양념 소스를 버무려서 같이 볶고 있습니다. 그리고 함께 제공하는 라면은 저희가 만든 치즈 소스 베이스의 라면인데 매콤한 돼지 껍데기랑 함께 먹었을 때 궁합이 잘 맞고요. 보통 한국에서는 돼지 껍데기를 콩가루에 찍어 먹기 때문에 그런 것도 조금 알리고 싶어서 콩가루도 함께 제공하고 있습니다. 메뉴 자체가 좀 매운 메뉴다 보니까 삿포로 같은 탄산이 있는 맥주랑 먹었을 때 매워서 땀이 날 수도 있지만 좀 더 시원하게 맥주랑 함께 먹을 수 있는 그런 메뉴입니다. 이제 Tin phải hiểu là Jun quý Tin cỡ nào hôm nay mang thịt heo á chứ bình thường là Jun ăn thịt gà. Tin hiểu. Có một người có cơ bắp hay khoe trên mạng nhỉ? Có nói như vậy nữa.
4 tháng là được mất khỏe. Nhưng mà những hình ảnh nó vẫn còn trong đầu. Còn bây giờ thì mình sẽ thử lần lượt 3 món nhé. Cái này hấp dẫn quá nè. Tùy Jun muốn thử cái nào trước, nhưng mà nhớ là tiêu chí là món đó kết hợp với Bisa Pro Premium 100. Chị muốn thử nha. Mời Jun. Cái món này là hồi nãy nói là thịt viên chiên giòn, nó có nhân phô mai nha. Viên thịt chiên nhân phô mai. Quá rồi. Ngon quá vậy. Kiểu như lâu quá mình ra thịt heo á. Ăn vô thấy nó mỡ mà nó có giòn, nó chiên, nó rộp rộp, ăn nó đã giống như cách mỡ rồi, rồi có phô mai nữa. Một món hợp lý á nha, thấy hợp với bia luôn. Thịt viên heo chiên xù, bên trong có phô mai, ở ngoài giòn giòn, bên trong béo béo, thơm thơm. Uống với bia thì như trung phải, vì béo, cái cảm giác nó vừa phải. Chọn món thứ hai tôi nghĩ món này đi, nhìn hấp dẫn quá. Ba rọi chiên xù đi. Rồi cái này có ba sốt lần tiên là wasabi, cái này là tương ớt hả? Tương của Hàn Quốc nè. Xong rồi nó có cái này tiên thích nè, nó là kim chi hẹ. Ăn nguyên miếng đi. Cái ba rọi này là nguyên một khô ấy, họ chiên deep fry đó, mà cắt ra thì bên ngoài nó giòn crunchy, nhưng bên trong nó juicy, nhưng mà nó rập rập ngon á. Cái vị nó rất là đậm đà để mà mình uống một tí bia, thấy ngon. Mình thích món này ngon á. Món này hợp lý nha. Ba rọi là một món yêu thích của Jun, rất là thích ăn nhưng mà sợ mập nên ít ăn, nên hôm nay ăn rất là ngon. Một phần là bởi vì á, chiên giòn đều, bên trong á, juicy, rất là tứa mỡ, 70% nạc và 30% mỡ, thì nó là lý tưởng thật sự, nên rất là hợp với là khẩu vị của mình, mà kèm theo nước sốt đó, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, rất là tuyệt vời. Món ăn ngon mà ăn uống với bia thì nó càng thêm ngon. Món thứ ba, cái thính nè. Đây là da heo. Da heo xào cay. Ăn với lại một chút mì Hàn Quốc. Hơi xô. Có cột phô mai nè. Có. Chết rồi, hôm nay về có chạy bộ dữ lắm luôn á. Ăn một chút xíu rồi. Dám nào. Ngon. Ok nào. Mình có cảm giác mình đang ở Itaewon không? Itaewon. Ở Myeongdong. Myeongdong. Sister. Kết hợp với bia thì sao? Tại vì nó cay lắm. Tôi thấy ngon, thấy ngon. Món này gọi là sự thiết điều sự phô thật, vì nó nhiều nhất trong đây. Khổ một cái đi nhậu thì ăn cái này nó hợp lý, mà kèm theo một cái không thể nào mà béo nữa, đó chính là mì gói. Quá là ngon, ăn rất là đã, nhất là những lúc mà bạn buồn á, bạn thất tình, bạn thất nghiệp, bạn thất bại, nhưng mà khi mà bạn vui thì bạn ăn cũng rất ngon nhé. Cái thính thì nó ngon, bởi vì nó cũng là da heo nên nó béo, nó quá béo mà nó cay cay nữa, nên khi mà uống với bia một lần nữa nó lại trung hòa cái vị của mình. Để tôi ăn miếng ớt này coi nhá. Vô. Ngon
trong ba món này để mà lựa chọn cái món mà best nhất ăn để uống ngày hôm nay là tôi xì ốc mít cho ăn no. Món nào cũng ngon hết mọi người, nhưng mà theo cảm nhận của Jun thôi nha, là Jun thích. Và rồi nhất cái nguyên bản của nó chỉ có bề ngoài nó là mình xử lý bằng cách là chiên xù thôi, còn cái này nó có nước sốt rồi nó bên trong có phô mai, nó nhiều khi nó nhiều vị quá mình lại không thích, trong khi cái này thôi cái vị chính của nó thôi là đã thấy thơm thấy giòn rồi. Nếu mà ai mà thích ngọt hay mặn gì thì có thể chấm thêm cái gì mà nguyên bản á, lúc nào cũng ngon hết trơn. Tôi chấp nhận đây là món best nhất của ăn được. Các bạn hãy nhớ đến Syndrome Soju and Beer ở lầu 3, 63 Hồ Tùng Mậu, quận Nhất. Và hãy order combo món best ăn để uống, đó chính là món ba rọi chiên xù đã được lựa chọn bởi Jun Phạm cùng với lại Beer Star Pro Premium. Và hãy làm theo hai bước sau đây. Đầu tiên đó là chụp hình check in tại quán. Tiếp theo đó là gắn hashtag Star Pro Premium Beer và hashtag ăn để uống, thì 10 người may mắn nhất sẽ nhận được phần quà đó là một thùng Beer Star Pro Premium 100. Nói chung là tình yêu cũng giống như đồ ăn vậy đó. Phải ăn nhiều, ăn nhiều thật là nhiều để biết được cái món nào là hợp với mình nhất mà không ngán. Ăn 20 lần luôn. Đúng rồi. Ok, đồng ý. Ok. Hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast.